Những ngày qua, nhiều nơi tại thủ đô Hà Nội tiếp tục phải chịu cảnh cắt điện trong nhiều giờ, đặc biệt tại các huyện ngoại thành khiến việc sản xuất cũng như đời sống của người dân bị ảnh hưởng. Ghi nhận cho thấy mất điện luân phiên xảy ra cả ngày lẫn đêm. Tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ngay từ sáng sớm đã treo biển mất điện. Cây xăng không có điện để bơm xăng, các công ty, nhà máy, xí nghiệp gián đoạn sản xuất do mất điện. Cá biệt có trung tâm thương mại ở quận Long Biên phải mở phòng máy lạnh để người dân vào tránh nóng. Theo Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, thời tiết nắng nóng đã khiến nhu cầu sử dụng điện trong tháng 5 tăng hơn 22,5% so với tháng 4. Để bảo đảm an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp.